Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cối Ca. Hôm nay mình có bạn cùng khám phá những tập truyện cuối tháng 6 đến từ nhà xuất bản Kim Đồng nha các bạn. Đây trên màn hình các bạn, đây là một số tập truyện nằm ở cuối tháng 6 của nhà xuất bản Kim Đồng. Đầu tiên chúng ta sẽ có Chú Hồ Hội Chiến tập 14 phiên bản remake nha các bạn. Đây là bìa của phiên bản remake với bìa bọc bánh mì cho các bạn. Chúng ta có Marcel tập 4 nè. Cuộc chiến tỏ tình đã đi tới tập 18, cùng với đó cũng là tập 18 của lớp học rùng rợn nha các bạn. Tiếp theo chúng ta có bộ 3 combo là Dược sư Thực sự tập 9, Dược sư Thực sự tập 10 của Hemangang và Level tập 3 của Dược sư Thực sự nha các bạn. Đây là Level của tập 3. Nếu bạn mua combo chúng ta sẽ tặng thêm quà nha. Chúng ta có Chú Hồ Hội Chiến tập 14 phiên bản Hương và Hánh Thịt Ra Vây tập 11. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tập 4 của Marcel nha bạn. Tập này cũng nóng siêu, bên trong sẽ có quà nha. Siêu đóng cũng khá là ấm áp, nếu chấm điểm chắc mình có thể chấm là 8 trên 10 đó các bạn. Đây siêu khá là ấm áp, căng bóng luôn nha bạn. Chúng ta sẽ tiến hành khui siêu của Marcel tập 4 và xem phần quà bên trong của tập 4 này chúng ta sẽ có gì các bạn. Phần bìa một màu xanh lá cây đột chuối khá là xịn sò nha các bạn. Và giá tiền của quyển này vẫn là như ngày nào, 30.000 nha các bạn. Nếu bạn mua chiếc khấu tầm khoảng còn 27.000 đấy. Đây là bó kẹt tặng kèm của Marcel tập 4 nè. Rất là dễ thương và đáng yêu các bạn. Và đó chính là một cái trang bìa của chúng ta đấy. Đây, đây hình ảnh trang bìa rồi nè. Marcel tập 4 nha. Bìa được căng bóng luôn các bạn. Đây khá là xịn sò, mặt trước mặt sau phần gái của Marcel tập 4. Đây là bìa keo bên trong, bìa keo màu nha các bạn. Bên trong sẽ hình trắng đen như shop bình thường, không có trang màu nào thêm nha các bạn. Nội dung tập 4 là nắm đấm của Max không quan nhượng ráng lên Abyss, đệ nhị của Maria Lubut bị lộ mặt hạt đằng sau chiếc mặt nạ vỡ vụn. Đội tấn công của Abyss lên Max càng trở nên hung hiểm. Trong lúc đó, Dodge và Flynn phải đối đầu nữ phù hỉ hai vạch sẹo. Khi Dodge bị dồn vào chân tường thì hết sự biến chuyển. Abel, cái đứng đầu Maria Lubut đang chờ Matt ở sau cánh cửa cuối cùng, đứng trước đối thủ máu lạnh theo chủ nghĩa phân biệt, cơ bắp toàn thân Matt gồm lên. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.